Trong niềm hoan hỷ vô biên, sáng ngày 4 tháng 9 năm 2022, nhằm ngày 9 tháng 8 năm Nhâm Dần, Ni sư Thích Nữ Đức Thiện, trụ trì chùa Từ Phong tại ấp Đăng Phong, xã Thanh Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang cùng đạo tràng Phật tử long trọng tổ chức lễ khánh thành ngôi chánh điện sau nhiều năm xây dựng. Buổi lễ được sự quang lâm chứng minh của Hòa thượng Thích Huệ Minh, Hòa thượng Thích Hạnh Trân, đồng chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, Hòa thượng Thích Đạt An, chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Chợ Gạo. Các thượng tọa, đại đức, chư tôn đức tăng ni các tự viện trong tỉnh Tiền Giang và tỉnh Long An, lãnh đạo Ban tôn giáo tỉnh, các cấp chính quyền và đông đảo Phật tử đồng tham dự. Phát biểu tại lễ khánh thành, Ni sư Thích Nữ Đức Thiện cho biết, chùa Từ Phong được thành lập từ năm 1972 do sự phát tâm kính tín của bà Đốc Định, pháp danh Diệu Thành, phát tâm hiến đất và xây dựng. Năm 2003, được sự cho phép của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, Ni sư Thích Nữ Đức Thiện đã về đảm nhận trụ trì chùa Từ Phong và hướng dẫn Phật tử tu học cho đến nay. Sau nhiều năm hành đạo, nhận thấy ngôi chánh điện đã xuống cấp, không còn đảm bảo sự an toàn cho chư ni và Phật tử tu tập. Được sự cho phép của các cấp giáo hội, được sự chấp thuận của chính quyền địa phương, nên ngày 2 tháng 6 năm 2018, nhằm ngày 19 tháng 4 năm Mậu Tuất, Ni sư Thích Nữ Đức Thiện cùng ni chúng và Phật tử đạo tràng chùa Từ Phong long trọng tổ chức lễ đặt đá trùng tu ngôi Đại Hùng Bửu Điện. Dịp này, Ni sư cũng đảnh lễ tri ân sự hộ niệm của chư tôn đức tăng ni, sự quan tâm của lãnh đạo chính quyền các cấp, đồng thời chân thành cảm niệm công đức của quý Phật tử trong và ngoài nước đã phát tâm ủng hộ tịnh tài cho ngôi chánh điện chùa Từ Phong sớm được hoàn thành như nguyện. Đại diện chính quyền, ông Lê Anh Thủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thanh Bình bày tỏ niềm vui đến Ni sư trụ trì và quý Phật tử chùa Từ Phong. Ngôi chùa hoàn thành không chỉ là niềm vui của chư tăng ni và Phật tử, mà còn là niềm vui chung của bà con nhân dân xã Thanh Bình, qua đó đã góp phần làm cho địa phương hoàn thành các tiêu chí của xã nông thôn mới nâng cao. Đạo từ tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Huệ Minh vô cùng hoan hỷ trước những thành tựu Phật sự của Ni sư trụ trì. Sự hiện diện đông đủ của quý quan khách Phật tử hôm nay đã cho thấy vai trò quan trọng của vị trụ trì đối với sự phát triển chung của giáo hội bằng sự kiên tâm, nhẫn nại trong tu tập và hành đạo. Ni sư Thích Nữ Đức Thiện rất đáng được khen ngợi. Chúc cho đạo tràng ngày càng hưng thịnh, chư ni và Phật tử tu học thêm tinh tấn để góp phần làm lợi đạo ích đời. Trước khi kết thúc buổi lễ, chư tôn đức tăng ni các cấp chính quyền, Phật tử và nhân dân địa phương đã làm lễ cắt băng khánh thành và an vị tôn tượng Kim Thân Phật, trì tụng kinh văn hồi hướng công đức, cầu nguyện thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, đạo pháp được xương minh. Buổi lễ đã kết thúc trong niềm hoan hỷ vô biên, thấm đượm tình đạo vị.